Sáng nay, các trận đấu chung kết trong khuôn khổ giải cầu lông các câu lạc bộ Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ 26 bước vào tranh tài. Đúng như kỳ vọng, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao. Là môn thể thao phong trào phổ biến nhất nên giải đấu thật sự đã trở thành ngày hội của những người yêu cầu lông trong toàn tỉnh. Các vận động viên thì được so tài cọ sát và học hỏi lẫn nhau. Cổ động viên cũng được chứng kiến nhiều pha cầu đẹp mắt. Đặc biệt, ngoài các câu lạc bộ thuộc các huyện, thành phố, các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị, thì giải đấu năm nay còn thu hút sự tham gia của một số câu lạc bộ cơ sở là các hội nhóm có chung niềm yêu thích thể thao. Lứa tuổi thi đấu của các nữ vận động viên đã lên đến 60 và nam là 65. Cùng với các đội mạnh và thường xuyên có thành tích tốt ở nhiều mùa giải thì các câu lạc bộ có tuổi đời non trẻ cũng đang khẳng định sức mạnh của mình. Điều này đã chứng tỏ cho sự phát triển sâu rộng của phong trào thể thao nói chung và cầu lông nói riêng trên toàn tỉnh. Trong lần trở lại thứ 26 này, câu lạc bộ cầu lông thành phố Ninh Bình vẫn chứng tỏ được sức mạnh với thành tích xuất sắc là về nhất 12 trên 25 nội dung thi đấu. Qua đó xếp thứ nhất toàn đoàn, câu lạc bộ Sở Xây dựng xếp thứ nhì và trường Trung học phổ thông Hoa Lư A xếp thứ ba. Như vậy, sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải cầu lông các câu lạc bộ Cúp Phát thanh Truyền hình Ninh Bình lần thứ 26 đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao nói chung và môn cầu lông nói riêng tiếp tục phát triển trong các tầng lớp nhân dân.